Sợ bị phát hiện nợ, Mira đã cầm số tiền quỹ của cả nhóm đưa cho Ken và kêu anh mang đi đóng lãi. Thế nhưng sự xuất hiện của nhóm bạn cùng Gin và anh chủ nợ đã vạch trần mọi kế hoạch cùng bộ mặt thật lừa đảo của Ken. Hụt hẫng buông bã trước tình cảm giả dối của Ken dành cho mình, Mira vừa xấu hổ vừa biết lỗi với bạn bè. Nhưng may mắn thay, chuyện gia đình không hề phá sản, lẫn tình cảm bạn bè luôn ở bên đã khiến cho Mira nhận ra lỗi lầm và đã trưởng thành hơn. Sau song đó, nhóm Superstar cũng đã nhanh chóng hoàn thành tốt clip dự thi với ekip hùng hậu. Với kết quả sẽ như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của đường đua Idol thế hệ Z. Nunu à, bà phải biết là nhờ tụi tôi bà mới có cơ hội đậu. Bà đừng có ăn cháo đá bát. Bà, tôi thích cô. Thích cô thật lòng đó Kim. Con đường nổi tiếng thật sự là không dễ như mình tưởng. Tài năng chưa đủ mà còn cần tiền bạc. Tụi mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mấy bà chưa nghe cái câu thành công á là một quá trình chứ không phải là đích đến. Hôm nay có kết quả sao tôi thấy lo quá à. Tôi ngủ không được cả đêm đây này. Không cần phải chờ nữa đâu. Bà nói vậy là sao? Nói vậy có nghĩa là chắc chắn mấy người sẽ thua thôi. Đúng vậy, mấy bà đừng có mất công đợi vào kết quả. Hụt hẫng đấy. Sao mấy bà biết tụi tôi sẽ thua chứ? Chưa có kết quả thì không nói trước được gì đâu. Bởi vì tụi mày là những thứ rùi mũi, làm sao mà thắng được Phượng Hoàng như tụi tao. Ê, chưa biết ai rùi mũi ai Phượng Hoàng đâu nha. Vậy thì đợi kết quả đi, rồi sẽ biết thôi. À, có kết quả rồi nè. Sao? Giờ thì biết ai là rùi mũi, ai là Phượng Hoàng chưa? Một lũ thất bại. Tụi tôi thất bại thì sao chứ? Ít nhất qua cuộc thi này, clip của tụi tôi cũng được nhiều người công nhận. Tụi tôi sẽ được tiến xa hơn trong tương lai. Đó mới là điều quý giá nhất. Hay, thứ sâu bọ mà cũng đòi mơ cao. Sâu bọ thì chỉ có thể sống ở dưới lòng đất mà thôi. Thôi, bà quá lời rồi đó. Nunu à, bà phải biết là nhờ tụi tôi bà mới có cơ hội để đậu. Bà đừng có ăn cháo đá bát. Mà giờ bà cũng là thành viên của Superstar rồi. Bà thấy làm được thế nào thì làm. Bà, thôi mấy bà đừng buồn nha. Clip của tụi bà hay thiệt á. Cảm ơn Nunu. Giờ cũng chúc mừng bà. Sao lại đưa tôi cái này? Uống đi. Uống Kirin Latte cà phê và caramel á. Không những là tỉnh táo mà còn hết buồn nữa. Người ta gọi là ngon quên sầu đó. Ai nói anh là tôi buồn? Cần gì ai nói. Bình thường chả phải là cô hay đi với hội bạn của cô sao? Bây giờ ngồi đây một mình nhìn là biết rồi. Mà cô cũng đừng có buồn. Người ta nói thành công là cả một quá trình chứ không phải là một đích đến. Bây giờ mọi chuyện là do ông trời định đoạt thôi. Ông trời định đoạt hay là con người sắp đặt? Ai mà biết được chứ. Chỉ có điều là
giấc mơ tưởng chừng như nắm chặt trong tay là đã vụt mất. Cho nên bây giờ tôi không muốn gặp các bạn, chỉ sợ là gặp mọi người sẽ thấy họ chán nản và thất vọng. Đồ ngốc, định nghĩa thành công của cô hạn hẹp như vậy thôi hả? Nếu mà nói như cô á thì đã chẳng có tổng thống Trump, chẳng có Lady Gaga, chẳng có Sơn Tùng MTB, cũng chẳng có Chi Bu, chẳng có ai thành công cả. Anh nói có lý. Ủa mà sao lúc nào tôi buồn anh cũng xuất hiện đúng lúc á vậy? Giờ này mà cô còn hỏi mấy câu như vậy nữa hả? Cô đúng là đồ ngốc mà. Nè, cô tính nói gì? Là do tôi thích cô, thích cô thật lòng đó Kim. Anh đừng có xem tình cảm như là trò chơi, lúc nào muốn đem ra đùa giỡn cũng được. Tình cảm của tôi là thật lòng, nhưng mà nếu trước đây tôi có đùa giỡn với cô thì đó là lỗi của tôi, cho tôi xin lỗi. Còn bây giờ hả, nếu như mà một lời nào tôi nói mà là giả dối thì cho cái cây này ngã xuống đè chết tôi đi. Nè, cô tin rồi đúng không? Cái cây ngã xuống rồi hai đứa chết hả? Cười rồi nha, cười là được rồi. Tôi á, tôi không có cần cô phải đáp lại tình cảm của tôi, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô vui là được rồi. Chỉ cần cô để yên cho tôi thích cô là tôi vui rồi. À, tao hôm nay có gì à? Thấy cô có gì mới không nè? Coi, hôm nay không phải là ngày 20 tháng 11 mà cũng không phải là sinh nhật của cô nữa. Vậy ai tặng hoa cho cô vậy? Dạ, mày ngu quá. Cô cũng là phụ nữ, lại là phụ nữ đẹp, phụ nữ mà mang hoa theo thì chắc chắn là bạn trai tặng rồi. Hay, hai em thiệt là hay và tinh tường, nói rất quá trần à. Đây, hoa này á không phải là cô mua cho cô, mà cô đem vô đây á là để tuyên dương một nhóm học sinh rất là xuất sắc của lớp chúng ta. Cô nói vậy không lẽ là em, đúng là em. Học thì có hơi dở, nhưng mà đoán mấy cái này thiệt là hay. Đó chính là bạn Nunu lớp trưởng và nhóm Superstar đã rất xuất sắc trong thời gian qua, vượt qua được vòng tuyển chọn vô cùng cam go của một công ty đào tạo chuyên nghiệp. Các em sẽ có một tương lai tươi sáng. Các em chính là lứa đầu tiên của lớp mình đó. Cô rất vui nên cô đã chuẩn bị hoa để tuyên dương các em. Đè vô tay vô tay. Rồi, cô mời Nunu và Superstar. À, đây, đây. Cảm ơn cô. Hãy nhanh chóng làm rạng danh lớp của chúng ta với cả nước nè nha, với cả thế giới nè và toàn vũ trụ nha. Vỗ tay, vỗ tay. Cứ làm như nổi tiếng toàn vũ trụ mà dễ ấy. À rồi, các học sinh xuất sắc về chỗ. Còn các em khác á thì cô biết ai cũng mong muốn được nổi tiếng hết, có đúng không? Nhưng mà muốn là một chuyện, còn làm được hay không phải từ từ. Trong khi mà chưa được thì mình phải làm cái gì nè? Mình phải học, mình phải rèn luyện để phấn đấu. Chứ mình đừng có quạo, mình đừng có ganh tị với người khác, đừng có sân si, vì sân si là xấu xí nha. Và đặc biệt á, với các bạn nào mà thường xuyên hay biểu diễn ở những nơi mà không có được chuyên nghiệp, như là ở trên đường phố hay là ở trên mạng á, thì mình cũng phải nhanh chóng để mình tìm một công ty chuyên nghiệp thực thụ mình đầu quân vô. Chứ nếu không thì tương lai mình sao? Ôi, nói vậy thôi. Các em ơi, mở chương 3 trang 141 ra mình học bài nè. Trời ơi, hôm nay vui mà nói chuyện khô hết cả cổ. Học bài mấy đứa ơi.
Ghét thiệt chứ. Thẳng thì thẳng, có cần phải vấn váng như vậy không? Ờ, mà cô giáo nói đúng đó. Có vào được công ty giải trí như vậy á, mới được đầu tư bài bản. Sao? Tôi không thèm. Ừ, nếu bà có thèm cũng đâu có được đâu. Bà không biết đâu. Ngay từ những ngày đầu mà tôi đi biểu diễn đường phố á, tôi đã mong có một ngày được công ty giải trí để mắt đến. Nếu như vậy á, cuộc sống sẽ đỡ khó khăn đi nhiều. Thôi bỏ đi, cho cơ hội lần sau vậy. Biết chừng nào mới có lần sau. Ờ, nhưng mà nè, ờ, anh Đình Trọng á, anh hẹn tôi đi chơi. Ồ, vậy hả? Thích rồi nha. Nhưng mà tâm trạng bây giờ không được tốt lắm. Không biết là có nên đi hay không nữa. Chà, đi đi chứ. Vậy là ba đi thì tâm trạng mới khá lên được. Chứ không phải đấy là ngày mà ba chờ đợi từ lâu rồi hả? Tôi đã từng nghĩ rằng tụi mình sắp nổi tiếng rồi đó. Nhưng mà giờ nghĩ lại, tụi mình chỉ là một đám san hô giữa lòng đại dương, một tổ chim trong rừng thẳm, to hơn một hạt cát, nhưng cũng chẳng là gì hết. Nếp này văn vẻ quá ha, đúng là fan ngôn tình. Bà này, tôi nói vậy thôi, chứ tôi đồng ý với bà mà. Con đường nổi tiếng thật sự là không dễ như mình tưởng. Tài năng chưa đủ mà còn cần tiền bạc. Tôi không biết nhóm superstar có thể chiến thắng bằng cách nào, nhưng tôi thật sự ghen tị với họ. Mấy bà, có ai đã hối hận khi quyết định chọn con đường khó khăn này không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ sợ gia đình tôi không đủ điều kiện để đầu tư cho theo lâu dài. Tôi sợ một ngày nào đó cũng sẽ bỏ nghề mất. Còn tôi thì mấy bà biết rồi đó. Tôi có thể kiên nhẫn được, nhưng mẹ tôi thì không. Tôi sợ mẹ tôi nổi điên trước khi tôi nổi tiếng. Không lẽ tụi mình bỏ nghề hả? Mấy bà đừng có bi quan như vậy. Rõ ràng là tụi mình có một cái kênh YouTube gần 100.000 subscriber, rồi mấy cái clip triệu view của tụi mình nữa, cũng có khán giả vô khen á. Nhóm nhạc tài năng tràn đầy năng lượng, nhà tài trợ cũng tìm tới tụi mình nữa. Như vậy mà mấy bà đánh giá thấp tụi mình là sao? Nhưng mà bà không nhớ lúc sáng cô dạo nói gì với mình sao? Tụi mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mấy bà chưa nghe cái câu thành công á là một quá trình chứ không phải là đích đến. Bà nhớ gì không? Vì muốn thoát nghèo, muốn đổi đời, muốn chứng minh cho ba mẹ thấy á là tụi mình lựa chọn đúng. Mà tụi mình đã viết ra cái này nè. Ủa? Có chuyện gì mà mặt đứa nào cũng như đứa đám vậy? Dạ không ạ. Không có gì đâu cô. Không có chuyện gì mà sao mặt chúng mày bí xị vậy? Này, đồ của ba mẹ con gửi lên cho con đấy. À, dạ, con cảm ơn cô ạ. Ừ. Thôi cô đi về nhé. Dạ, con chào cô ạ. Ủa, sao hôm nay mẹ tôi không tin tưởng ngân hàng mà lại chuyển tiền bằng bưu điện cho tôi là sao? Ngô hả? Hay mẹ ba viết thư cho ba? Không phải đâu. Mẹ tôi đâu có rảnh đến vậy. Ừ, có gì thì mẹ tôi điện qua Facebook hoặc là Zalo cũng được mà. Trời, bé xem ca nhạc Anh Tuấn á. Ôi mẹ ơi, bé xem Anh Tuấn biểu diễn con khó hướng là thầy anh đi ngang qua nhà mình luôn á. Ý bà là sao? Là hiếm lắm chứ sao.
fan của anh Tuấn hả? Đúng như người chính phủ đi bộ á. Mua được vé của anh á, không phải là dễ đâu. Gì vậy? Gì vậy? Sao vậy? Tôi đọc nha. Con gái ly dị tuyệt vời của mẹ. Ngày nào ba mẹ cũng xem clip của con biểu diễn. Các cô các bác dưới quê cũng rất thích xem. Con nói đúng. Chỉ có sống với đam mê mới khiến cho mình hạnh phúc. Mẹ biết con đường nghệ thuật thật sự rất khó khăn, vất vả. Mẹ chúc con luôn vững tin trên con đường này nha. Tái bút. Mẹ biết con rất hâm mộ ca sĩ Hà Anh Tuấn, nên cố tìm mua được 6 cái vé nghe nhạc của anh ấy. Con với các bạn cùng đi nha. Cũng nhờ mẹ Lizzy tâm lý ghé. Mẹ của bà thương bà lắm á. Kim nói đúng. Chẳng cần thành công đâu xa, chỉ cần thành công trong mắt gia đình là được rồi. Tôi nghĩ tụi mình đâu có gì để mất đâu, lại còn tìm được những điều tốt đẹp nữa. Mà hạnh phúc nhất là tụi mình được biểu diễn cho mọi người xem. Có chiến thắng cuộc thi hay không không quan trọng, quan trọng là công chúng có đón nhận mình hay không. Sau này cho dù kết quả ra sao thì tụi mình cũng đã chạy hết mình về đam mê rồi. Vậy là không còn hối hận gì nữa. Tôi quyết tâm lại rồi. Những lơ lúc này coi như xỉ xóa nhá. Giờ tôi còn quyết tâm hơn trước nữa. Và cũng đừng quên Lizzy này nha. Tôi sẽ không để gia đình thất vọng đâu. Được rồi. Nhóm sắc màu của tụi mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Không bao giờ nói bỏ cuộc. Đồng ý không? Quyết tâm. Quyết tâm. Dạ em chào anh ạ. Chào em. Anh xin tự giới thiệu. Anh là Ly Hưng, giám đốc công ty giải trí truyền thông Big Lion. Anh có một lời đề nghị rất là tốt dành cho em. Ok. Chẳng nghĩ đến bên say đất ngất nghi không suy nghĩ. Là mới quen á thì phải hẹn hò trong sáng, ngồi ghế đá nói chuyện vậy nè. Rồi sau đó á, tụi mình phải vô mấy chỗ tối tối hơn chứ. Dạ. Tôi xin lỗi. Nhưng mà từ nay bà hãy để tôi tự lo đi.